quý vị, vừa qua tại khuôn viên Bổn Tự trên núi Thành Đẳng, thành phố Uông Bí, Quảng Ninh đã diễn ra Đại lễ Phật Đản Chùa Ba Vàng năm 2023 và khánh thành tòa đại giảng đường trên núi lớn nhất thế giới. Đây là ngày lễ ý nghĩa bày tỏ lòng biết ơn của Phật tử và những người yêu mến đạo Phật trên toàn thế giới với Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, người mang ánh sáng Phật Pháp giúp xây dựng một thế giới hòa hợp, bình đẳng và yêu thương. Chương trình với sự tham gia đông đảo của chư tôn đức tăng ni, Phật tử, nhân dân trong nước và từ các quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. Rất nhiều chương trình đặc sắc đã được diễn ra để bày tỏ lòng thành kính cũng như niềm hân hoan chào đón đấng toàn giác ra đời như dâng nước cúng dường tắm Phật, tụng kinh khánh đản, diễu xe hoa mừng Phật đản, đêm văn nghệ tán dương sự đản sinh của Đức Phật. Tôi đánh giá cao công tác chuẩn bị và sự công phu trong các hoạt động của Đại lễ Phật Đản tại Chùa Ba Vàng ngày hôm nay. Mọi thứ đều rất gần gũi và thân thiện, bởi bản chất giáo lý của Đạo Phật là không phân biệt, không có sự khác biệt giữa các quốc gia, các hệ phái. Chính vì lẽ đó mà trong Đại lễ hôm nay, tôi cảm nhận được chư Tăng của Việt Nam và chư Tăng đến từ khắp nơi rất dễ hòa đồng với nhau. Đây là một chùa rất lớn và khang trang. Tôi thấy là rất là cảm động vì hôm nay được dự. Lần đầu tiên là thấy giao tặng các của hoặc là Phật giáo với nhau thì nhiều nước tôi rất là phấn khởi và vinh dự được tham gia. Tại buổi lễ cũng đã diễn ra nghi thức cắt băng khánh thành và trao bằng kỷ lục với sức chứa lên đến 15.000 người. Với công trình tâm linh Phật giáo quy mô và đồ sộ này, Chùa Ba Vàng đã đón nhận kỷ lục ngồi đại giảng đường Phật giáo trên núi lớn nhất thế giới do Liên minh Kỷ lục Thế giới Worlding và Hiệp hội Kỷ lục Thế giới WRA xác lập. Thì tại tòa giảng đường này, chúng tôi đã có cho vẽ tất cả những bức tranh lớn của Phật giáo các nước trên thế giới, bức tranh mà tiêu biểu về Phật giáo của các nước tại cái tòa giảng đường này. Cho nên khi ai bước vào tòa đại giảng đường này thì cũng đều thấy có hình ảnh Phật giáo của đất nước mình ở trong đó. Thì đây tôi cũng nghĩ đấy là những cái mà Phật giáo trở thành cái gì đó là một cái ngôi nhà rất là chung. Mà tôi cũng mong muốn là Phật giáo là ngôi nhà chung không của tất cả các nước, đó, các quốc gia có Phật giáo và không có Phật giáo cũng đều có thể ở trong cái ngôi nhà chung này được. Thế cho nên bản chất của Phật giáo là hòa đồng, hòa hợp và như thế mới có thể xây dựng cái thế giới này trở nên tốt đẹp hơn. Đại lễ Phật Đản đã trở thành một lễ hội quen thuộc, gần gũi đối với người dân Việt Nam từ xưa đến nay. Đại lễ đã vượt lên trên một lễ hội văn hóa tôn giáo thông thường, phát huy tình hòa của Đạo Phật và trao truyền tới tất cả mọi người thông điệp lâu đời của Đức Phật Thích Ca về hòa bình, hòa hợp, khoan dung và nhân ái là chất liệu để góp phần xây dựng cuộc sống văn minh, đem đến hòa bình, thịnh vượng và phát triển bền vững vì lợi ích tốt đẹp của nhân loại.